Cam sẽ học hôm trước thầy đánh lý thuyết, phần lý thuyết này đánh phần gì rồi nhỉ? Phương pháp tìm công thức dựa vào mà lớn rồi. Phương pháp lập công thức. Ok. Bây giờ các em ghi cho thầy là bài 5. Bài 5 là các loại đồng phân. Các loại đồng phân. Các loại đồng phân. Thế ở đây ấy, ở đây em nếu mà không biết loại chất gì thì em dở lại cái này. Em dở lại này thì em sẽ biết là các cái chất trong đây em nhận ra nó là loại chất gì. Đấy. Các loại đồng phân. Thế thì thầy hướng dẫn phần 1. Phần 1 đó là các cái khái niệm cơ bản. Khái niệm cơ bản. Thứ hai là phương pháp hay là kỹ thuật viết đồng phân. Phần 1 là khái niệm cơ bản. Một là thầy dạy lại định nghĩa thế nào đồng phân. Định nghĩa đồng phân. Có bạn nào nhớ không? Đồng phân là gì? Nhớ lại. Này, vậy là vắng bạn bạn Thương này với Ngân. À, có làm xung phong không? À, mời Linh nè. À, có cùng công thức phân tử nhưng mà khác cái gì nhỉ? À, khác nhau. À, đúng rồi, công thức cấu tạo hóa học hay là công thức cấu tạo khác nhau về cấu tạo hóa học. Đấy, dẫn tới tính chất thế nào nhỉ? À đúng rồi, tính chất khác nhau. Đó. Phần 2. Phần 2 là phân loại đồng phân. Rồi, thế thì các loại đồng phân nó được chia thế nào? À, nó căn cứ vào này. Thứ nhất là căn cứ vào cấu tạo. Đấy. Căn cứ cấu tạo thì người ta sẽ chia thành những loại này các em ạ. Đó là đồng phân mạch carbon. Đấy. Đồng phân mạch carbon. Đồng phân mạch carbon có nghĩa là nó khác nhau về cái gì? Nó khác nhau về mạch carbon. Có mạch thẳng, mạch gì nhỉ? Mạch nhánh, mạch vòng. Đấy. Loại thứ hai là đồng phân về vị trí của nhóm chức. Đồng phân về vị trí của nhóm chức. Thế thì các em phải hiểu thế nào là nhóm chức chưa? Nhóm chức có nghĩa là
Nhóm chức có nghĩa là gì? Có nghĩa là nhóm nguyên tử. Nhóm nguyên tử. Hoặc là liên kết. Liên kết bội. Liên kết bội. Liên kết bội nghĩa là liên kết đôi hoặc liên kết ba đấy. Liên kết bội. Và cái nhóm đó nó quyết định đến cái gì? Đến tính chất của phân tử. Quyết định. Quyết định. Là tính chất của phân tử. Hình như là thầy thấy hơi hơi nóng nhỉ? Bật điều hòa tí nhá. Hôm nay có vẻ trời hơi nóng đấy. Đấy, quyết định tính chất của phân tử. Thầy ví dụ như là nhóm OH này, nhóm CHO, nhóm COOH, vân vân. Đấy, những cái nhóm này gọi là nhóm chức. Thế các em đã hiểu là đồng phân về mạch carbon rồi. Đấy, chúng ta viết rất rất nhiều rồi đúng không? Đấy, các em viết rất nhiều, có C9 rồi, để viết cả C9 rất là to rồi. Bây giờ thầy lấy ví dụ về đồng phân vị trí của liên kết bội nha. Ví dụ này, CH2 liên kết đôi CH, đấy, CH3 này chẳng hạn. Đây, liên kết đôi nó ở vị trí số 1. Bây giờ ta đẩy liên kết đôi sang đây. Thì đẩy CH mấy? C là có hóa trị mấy? Hóa trị 4. Rồi, vậy thì ta có CH mấy? CH3. Tại sao là CH3? Là vì nó có một liên kết thôi. Vậy thì nó cần 3 cái liên kết nữa. Vậy ta phải thêm mấy cho đủ? CH3. Nếu mà thầy như thế này. Đấy, như này chẳng hạn. Thì cái C này các em cần H mấy? H3 đúng rồi. Cái này H mấy? H1. Cái này H mấy? H1. Đấy, các em thấy hai chất này nó khác nhau cái gì nhỉ? Khác nhau về vị trí của liên kết đôi. Thì cái liên kết đôi này người ta đôi khi cũng vẫn coi nó là một nhóm chức. Coi là một nhóm chức mặc dù nó không phải là nguyên tử nhưng mà nó có tính chất là nó quyết định tính chất đặc trưng của phân tử. Rồi, bây giờ đến đồng phân về vị trí nhóm chức nha. Ví dụ CH3, CH2, CH, OH chẳng hạn. Đấy, thì cái OH nó gắn vào carbon, đây gọi là carbon số 1, số 2, số 3. Tại sao không gắn đây là 1? Cứ chỗ nào gần cái nhóm trước thì là đánh số 1. Đấy. Bây giờ ta đẩy cái nhóm OH sang đây. Ta đẩy nhóm OH sang giữa. Đấy, thì các em được đồng phân thứ hai. Đấy, đây là đồng phân vị trí. Đồng phân về vị trí. Liên kết đôi. Thế còn cái này đồng phân vị trí. Nhóm gì nhỉ? Nhóm OH. Đấy. Thấy xem nào. Được đấy, bây giờ em học cái hóa trị này để cho nó thuộc, sau đó thầy sẽ cho em một cái bài tập. Các bạn đợi thầy một tí nhé.
Đây, sau khi em thuộc hóa trị của những cái này thì em sẽ làm bài tập này. Em làm nào thì bảo bạn Tùng, bạn ấy hướng dẫn. Đấy, bạn ấy biết cách làm rồi đấy. Đây, đầu tiên là em phải tập viết hóa trị cho thuộc đã. À, các em đã hiểu thế nào đồng phân vị trí chưa? Bây giờ các em đến loại thứ ba là đồng phân về loại, nhóm, chức. Đồng phân về loại, nhóm, chức. À, loại, nhóm, chức là như thế nào? Đây, thầy ví dụ đồng phân về loại, nhóm, chức nha. Cùng công thức là C2H6O. Đấy, cùng công thức là C2H6O. À, chúng ta có cái công thức thứ nhất là CH3, CH2OH. Thì cái loại, nhóm, chức này là nhóm gì? Nhóm ancol. Đấy, có tên là nhóm ancol. Cái loại thứ hai là các em đẩy oxy vào giữa. Đấy, CH3O, CH3. Thì cái loại nhóm chức mà có cái đủ oxy là nhóm gì? Là nhóm ete. Rồi. Đấy, cùng là công thức giống nhau, có hai cái loại nhóm chức khác nhau. Đấy. Là thầy lấy ví dụ thứ hai. Ví dụ hai nhá, cùng công thức là C2H4O2. Chúng ta có hai cái loại nhóm chức này. Loại thứ nhất là CH3. COOH. Công thức thứ hai là HCOO CH3. Đấy, cái nhóm mà COH này là nhóm axit, mà có cái nhóm COO này. Đấy, có cái nhóm COO này không phải ceton mà là ester, là nhóm ester. Đấy. Thế các em đã hiểu là chúng ta có ba cái loại, ba loại căn cứ và cấu tạo thì người ta chia thành ba loại đồng phân mạch carbon này, đồng phân vị trí này, đồng phân về nhóm chức này. Thì những cái đồng phân này người ta gọi chung là đồng phân cấu tạo, đúng không? Gọi chung gọi là đồng phân cấu tạo. Đồng phân cấu tạo. Đấy. Cái loại này thì nó khá là đơn giản thôi và thầy cũng không nói nhiều, không không nói thêm nữa, thế thôi. Cái loại thứ ba, cái loại mà căn cứ thứ hai là căn cứ vào cấu trúc thì người ta gọi là đồng phân cấu trúc hay còn có tên khác là đồng phân hình học. Cái này mới là cái mà thầy muốn dạy để các em làm mấy cái bài tập hôm trước có đồng phân hình học thầy bảo để lại đấy. Chúng ta có cái A nhỏ nhá, đánh dấu là A nhỏ. Bây giờ đến phần B. Phần B nhỏ là đồng phân hình học. Đấy. Đồng phân hình học. Loại thứ nhất là đồng phân cấu tạo và loại thứ hai đồng phân hình học, cơ bản là có hai loại đấy thôi. Thực ra thì trong chương trình chuyên nó còn một số dạng nữa, nhưng mà chúng ta chỉ học cơ bản này thì có hai loại này thôi. Đã, chương trình chuyên thì nó còn có đồng phân cấu dạng, đồng phân lập thể. Đấy, nhưng mà thôi, bây giờ chúng ta có hai loại cơ bản, đồng phân cấu tạo và đồng phân hình học. Thầy ví dụ. Thầy ví dụ này. Cùng công thức cấu tạo. Cùng công thức cấu tạo như sau là CH3 COOH.
CH liên kết đôi. Đấy, CH và CH3 như này. Đấy, cùng có cái công thức kiểu như này. Bây giờ chúng ta sẽ viết rõ ra. Viết cái rõ liên kết đôi này ra. Đấy. Cái liên kết đôi này ta viết rõ ra. Thế nhưng mà cái nhóm CH3 này này. Đấy, với cái nhóm H này này. Đấy, H này và CH3 này nó phân bố khác nhau các em ạ. Đây, trường hợp thứ nhất là CH3 ở trên, H ở dưới. Thế còn cái bên này thì CH3 thầy cũng cho ở trên, H thầy cũng cho ở dưới. Thế bên này thì y hệt, thầy giữ nguyên y hệt như này. CH3 vẫn ở trên, H vẫn ở dưới. Thế nhưng bên này thì nó đảo vị trí các em ạ. H kép đảo lên trên và CH3 làm sao nhỉ? Đảo xuống dưới. Đấy, CH3 và xin lỗi. Đảo lên trên thì H ở đây và CH3 ở đây. Đây thầy gọi là chất này là chất A. Chất B. Bây giờ các em thấy cái chất A và chất B này. À, chúng ta ẩn đi cái liên kết C với CH3 này. Ẩn đi liên kết CH này thì nó sẽ ra là CH3CH, ẩn đi CH3, ẩn đi CH thì nó ra cái này. Đấy, thế ẩn đi cái này, ẩn đi cái này, ẩn đi cái này, nó sẽ ra cái này. Vậy nghĩa là hai cái chất A và B này nó có cùng cái gì đây nhỉ? Có cùng công thức cấu tạo. Đấy, những cái trước là có cái gì khác nhau nhỉ? Có công thức cấu tạo khác nhau. Thế còn trường hợp này thì công thức cấu tạo làm sao? Giống nhau luôn. Thế nhưng nó chỉ khác nhau cái gì? Bây giờ các em để ý là chúng ta xét cái đường thẳng. Xét cái đường thẳng đi qua liên kết đôi. Thì trường hợp một là hai cái nhóm CH3 ở cùng gì nhỉ? Cùng phía so với liên kết đôi. Thế còn trường hợp này nhóm hai nhóm CH3 thì làm sao? À, lại khác phía. Đấy, nó khác nhau ở cái chỗ đấy các em ạ. Khác nhau ở cái sự người ta gọi là sự phân bố không gian. Phân bố trong không gian của các cái nhóm thế đấy, xung quanh cái gì nhỉ? Xung quanh cái liên kết đôi này. Thế bây giờ các em có làm thế nào mà để cho chất B trùng chất A được không? Lật xoay các kiểu đi xem nó về trùng được không? Đấy, các em lật úp, lật ngửa 180 độ thì cái H này lên trên, CH3 xuống dưới. Đấy. Xong rồi CH3 lên trên, H xuống dưới thì nó vẫn không giống cái này. Thế bây giờ làm nào để giống được? Làm nào để B giống với A được? Ta giữ nguyên cái bên này. Ta gì nhỉ? Ta vặn cái bên này. Để vặn cái bên phải này. Thế nhưng mà có vặn được không? Các em tưởng tượng là nó như thế này. Đây, nó là hai cái liên kết này. Nó cứng nhắc em ạ. Nó vặn, nó chỉ vặn được một phạm vi nhất định thôi. Có vặn tròn được không? Không thể. Các em tưởng tượng liên kết đôi nó là một cái gọi là cái yếu tố cứng nhắc. Yếu tố cứng nhắc là nó không thể vặn được. Nếu mà vặn thì nó sẽ gãy mất liên kết. Mà trong quá trình nó chuyển động, trong quá trình thực tế thì không có năng lượng nào đủ để làm nó gãy liên kết này bằng cái quá trình nó xoay cả. Nó tự xoay thì không thể gãy liên kết này được. Vì vậy mà cái liên kết CC, liên kết đôi CC người ta gọi là yếu tố cứng nhắc. Đấy, yếu tố cứng nhắc nên là không dễ dàng chúng ta có thể xoay một bên, giữ một bên được. Đấy, vậy thì không có cách nào để đưa B về gì? Về trùng với A được. Đấy, vì vậy mà A và B là hai chất làm sao nhỉ? Hoàn toàn khác nhau. Đấy. Mặc dù là nó có cái gì giống nhau? Công thức cấu tạo giống nhau nhưng mà người ta gọi là cấu trúc không gian khác nhau. Đấy, thế còn những cái này thì nó cấu tạo nó khác nhau cũng hoàn toàn thì không nói. Thế thì hai cái chất này đấy nó cấu tạo khác nhau. Có cấu tạo giống nhau. Nó chỉ khác nhau về cấu trúc thôi. Thì theo em là tính chất hóa học của chúng thế nào nhỉ? Tính chất hóa học là hoàn toàn giống giống nhau. Đấy, tính chất hóa học là nó phụ thuộc vào cái gì biết không? Cấu tạo. Tính chất hóa học là phụ thuộc vào cấu tạo, mà cấu tạo khác nhau thì tính chất hóa học hoàn toàn giống nhau. Nó chỉ có gì khác các em? Nó khác ở tính chất vật lý. Hai chất này là cấu trúc khác nhau, mà cấu trúc thì lại quyết định tới tính chất vật lý. Đấy, ví dụ hai chất này thì nó khác nhau rất lớn về nhiệt độ nóng chảy các em ạ.
Đấy, chất này thì rất rất dễ nóng chảy, nhưng mà chất này thì khó nóng chảy hơn. Đấy, chất này thì lại là khó bay hơi. Chất này thì làm sao này, lại dễ bay hơi hơn. Tức là những cái đồng phân hình học thì hầu như nó chỉ khác nhau về về tính chất gì, vật lý, đúng rồi. Đấy, thế còn đồng phân cấu tạo thì khác nhau về cái gì, cả hóa học cả vật lý. Đấy, nó là như thế. Rồi, đấy, vậy thì bây giờ các em ghi thầy định nghĩa đồng phân hình học. Đồng phân hình học định nghĩa là những chất có cái gì giống nhau nhỉ? Có cấu tạo giống nhau hay là cấu tạo hóa học? Cấu tạo hóa học giống nhau. Nhưng khác nhau về sự gì đấy, phân bố không gian. Phân bố không gian tức là phân bố hình học đấy, không gian của các nhóm, các cái nhóm này người ta gọi nhóm thế này, các nhóm thế của các nhóm thế xung quanh cái yếu tố cứng nhắc này là yếu tố gì đây, là liên kết gì đây, liên kết đôi, đúng rồi, xung quanh liên kết đôi. Đấy, xung quanh những cái đôi. Vậy các em đã hiểu ra đồng phân hình học chưa? Đã hiểu chưa? Ý nghĩa đồng phân hình học là gì thầy nói rồi, nó không có khác nhau về cấu tạo, vì vậy không khác nhau về về tính chất hóa học, nó chỉ khác nhau về gì thôi, tính chất vật lý. À, các em có thể ghi sao dòng là những đồng phân hình học chỉ khác nhau về tính chất vật lý. Đó. Thế bây giờ chúng ta sẽ đi đến một cái điều kiện, những chất nào có đồng phân hình học và những chất nào không có. Các em phải nhận ra cái điều kiện của nó. Ta có thể ghi cho thầy sao đọc dòng tiếp theo là điều kiện cần và đủ để có được phương trình học. Điều kiện cần và đủ để có được phương trình học. Trước hết là các em thể điều kiện cần, tức là nhất thiết phải có cái gì đã. Đúng rồi, phải có đầu tiên là điều kiện cần. Cần cần tức là nhất thiết phải có liên kết đôi đã. Nếu không có liên kết đôi thì có đồng phân hình học không? Không có. Liên kết ba có không? Cũng không có. Liên kết đơn thì sao? Cũng càng không có. Lý do vì sao các em biết là liên kết đôi, liên kết đơn, liên kết ba thì chỉ có liên kết đôi có không? Là vì liên kết đơn thì nó giống như là một cái trục bánh xe các em ạ, nó xoay một cách dễ dàng, nó xoay một cách dễ dàng nên là nó không tạo ra sự khác nhau. Liên kết ba cũng vậy, liên kết ba mặc dù có ba dây nhưng thực chất là nó sẽ tổ hợp lại nhau để thành một dây, chỉ có liên kết đôi là không tổ hợp được. Đấy, liên kết ba thực chất nó lại là xoay được dễ dàng, nhưng còn chỉ có liên kết đôi là không xoay được thôi. Rồi, nhưng mà không phải cứ có liên kết đôi thì đều có đồng phân hình học đâu. Vậy thì điều kiện đủ là như thế nào? Bây giờ thầy lấy ví dụ trước. Lấy ví dụ trước. Đây, thầy lấy ví dụ này chẳng hạn. Một chất như thế này, CH2, liên kết đôi CH3. Đấy, có liên kết đôi không? Có, phải xem nó có đồng phân hình học không thì chúng ta viết rõ ra nhá. Thứ nhất, cấu tạo đầu tiên này. Hai cái H này các em viết rõ ra như này. Đây là cái H các em cũng viết rõ ra. Cái nhóm C3 các em viết rõ ra. Đấy.
Thế cái cấu tạo thứ hai, lên cái đôi các em vẫn viết bình thường. Cái hát giống nhau các em vẫn viết bình thường. Chỉ đảo vị trí bên này thôi. Các em đảo cái CH3 này lên trên. Đấy, hát thì các em lại đảo xuống dưới. Vậy được cái gì nhỉ? CH3 ở dưới là gì? Là hát. Thầy cũng gọi hai cấu tạo là cấu tạo A. Không phải cấu tạo mà là cấu trúc A, cấu trúc B. Hai cấu trúc này có khác nhau hay giống nhau? Các em làm nào biết là giống nhau? Ờ à, đúng rồi. Các em lật cái B 180 độ thì nó sẽ trở thành cái gì nhỉ? Cái A, bởi vì hai cái hát này hoàn toàn giống nhau mà. Đấy, các em lật một cách dễ dàng. Nếu mà lật một cách dễ dàng như vậy thì hai chất này có phải hai chất khác nhau không? Không phải, nó là một chất các em ạ. Nó là một chất. Hai công thức khác nhau của cùng một chất thôi. Đấy. Vì vậy mà A và B không phải là đồng phân tử hình học của nhau. A và B là cùng một chất. Vậy thì các em nhận ra điều kiện đủ là gì? Đây, đúng rồi. Đây này, các em để ý này. Hai cái nhóm này này. Hai cái nhóm này này phải khác nhau. Đấy, hai cái nhóm này phải khác nhau các em ạ. Hai cái nhóm này cũng gì nhỉ? Cũng khác nhau. Thì mới được. Hai bên cùng phải khác nhau. Thế nhưng mà hai cái ở hai carbon khác nhau thì giống nhau được không? Giống nhau thoải mái. Chỉ cần cùng gắn với một carbon thì phải khác nhau. Cùng gắn với một carbon thì khác nhau. Đấy, chứ còn gắn hai carbon thì giống nhau thoải mái. Các em hình dung ra chưa? Đấy, và điều kiện đủ là gì? Đây, các em ghi thầy cái mô hình này. Đây là A này, C, B, liên kết đôi, C, C, D. Các em có hiểu A nhỏ, B nhỏ là gì không? A nhỏ, B nhỏ là hai cái nhóm thế cùng gắn là gì nhỉ? Cái C này. Thế C, D cũng là gì? Hai cái nhóm thế cùng gắn vào cái C. Đấy, lúc đó, điều kiện lúc đó phải là A với B làm sao nhỉ? Phải khác nhau. CD phải làm sao? Đúng rồi, CD phải khác nhau. Đấy, đây là điều kiện đủ. Đây, các em nhìn vào đây biết ngay này. Các em thấy là cái nhóm CH3 này với H này có khác nhau không? Có khác nhau không? H với CH3 khác nhau không? Vậy đủ điều kiện chưa? Đấy, đủ điều kiện thì các em sẽ viết được hai đồng phân tử hình học như thế này. Thế bây giờ các em nhìn vào công thức này, các em thấy là hai H này giống nhau. Vậy thì có đó đồng phân tử hình học không? Không có. Đấy, đấy là cách nhìn nhanh nhá. Các em nhìn vào cái mô hình chung này. Đấy, nhìn mô hình chung này thấy hai khác nhau, là hai khác nhau nghĩa là có. Thế còn nếu mà hai cái này giống hoặc hai này giống thì sẽ là không có. Thế cái C to này là carbon, các em hình dung ra chưa? Hai cái C nhỏ, D nhỏ này là hai nhóm thế. Bây giờ thầy sẽ dạy các em thế nào là đồng phân xít, thế nào là đồng phân tờ răng. Đồng phân xít sao đầu dòng. Đồng phân xít tờ răng. Đồng phân xít, đồng phân tờ răng. Thực ra đồng phân xít và đồng phân răng chính là đồng phân hình học thôi. Đấy. Nhưng mà khi nào thì là xít, khi nào thì là tờ răng. Đấy, vẽ lại cái này nhá. Xong chưa? Em xong hết cái này chưa? Sắp xong rồi hả? À, em đang học cái này rồi hả? Ờ, được rồi. Thế em học cái này đi. Để em có thể tìm công thức em điền vào. Đấy. Trong sách nó có hết đấy. Em thuộc hết hóa trị chưa? Sắp thuộc hay là đang thuộc? Được rồi hả? Được rồi, em sang cái bảng này đi. Nào. Hai cái này là hai đồng phân gì các em? Đúng rồi, là hai đồng phân hình học. Thế cái nào là đồng phân xít? Cái nào là đồng phân xít, cái nào là đồng phân tờ răng? Thì xít có nghĩa là theo tiếng Anh ấy, à theo tiếng quốc tế nghĩa là cùng các em ạ. Tờ răng có nghĩa là khác. Đấy. Cùng nghĩa là gì? Nghĩa là hai cái nhóm to này. À, hai nhóm to này ở cùng gì nhỉ? Cùng phía so với liên kết đôi. Hai nhóm to cùng phía thì gọi là xít.
gạch ngang. Thế còn hai nhóm to khác phía thì là gì? Tờ răng. Đơn giản hết thôi. Đấy, bây giờ các em ghi đồng phân xít. Có nghĩa là xít gạch ngang nhá, phải có chữ gạch ngang. Xít nghĩa là hai nhóm lớn. Hai nhóm lớn. Thế các em hiểu lớn là cái gì lớn không? Nó có M lớn, to hơn. Đơn giản là thế. M M lớn của nó to hơn. Cái nhóm Z3 này M lớn nó bằng 15, cái này có 1 thôi. Để M lớn to hơn thì gọi là nhóm lớn. Hai nhóm lớn cùng phía thì là xít. Thế còn tờ răng gạch ngang là hai nhóm lớn thế nào nhỉ? Khác phía. Khác phía so với liên kết đôi. Đấy, thế là thầy đã dạy các em xong về đồng phân hình học. Bây giờ các em quay lại mấy cái câu trắc nghiệm ấy mà có cái đồng phân hình học đấy, các em làm đi. Đấy, xong thì thầy sẽ dạy một số cái kiến thức mới nữa. Đấy, cứ tạm làm xong cái đồng phân hình học đi đã. Sau đó thì thầy sẽ lại dạy một số kiến thức mới, trong đó là có thế nào là độ bất bão hòa. Đấy, cách tìm cái công thức. Cách tìm công thức từ công thức thực nghiệm. Đấy, tí nữa thầy dạy tiếp. Tạm thời thế đã.